Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 12 thành phố Hồ Chí Minh mới đây, cử tri là cư dân thuộc dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh đề cập vấn đề 33 căn nhà được xây dựng tại đây tới nay vẫn chưa thể hoàn công và gây khó khăn cho cư dân. Theo cử tri, kiểm tra của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2024 kết luận 33 căn nhà đã xây thuộc dự án là chưa đủ điều kiện khởi công. Quận thì nói là xây đúng mục, thanh tra Sở Xây dựng thì nói là chưa đủ điều kiện khởi công theo điều 107 Luật Xây dựng 2014. Hiện tại công ty đã gửi thông báo làm hoàn công và bản cam kết bắt cư dân chúng tôi từ chịu trách nhiệm trước pháp luật với các công trình đã xây dựng sai phép. Cử tri bức xúc vì công ty vẫn tiếp tục thi công ép cọc và đang xây dựng công trình mới, dù nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn chưa hoàn thiện trong suốt 20 năm qua. Có biên bản làm việc ngày 6/6 năm 2024 của thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu công ty Tân Nhã Vinh dừng thi công, nhưng hiện nay công ty vẫn thi công và xây dựng nhiều hạng mục khác. Quận 12 cho biết hiện đang phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành kiểm tra các hạng mục và đề xuất với thành phố để xử lý theo quy định. Là chúng tôi đã mời chủ đầu tư lên làm việc và có yêu cầu rà soát lại tất cả những cái trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan đến việc phơi diệt một phần năm trong dự án này, những cái tồn động yêu cầu khắc phục và có cam kết với quận 12. Hiện nay chúng tôi cũng theo dõi cái tình hình thực hiện khắc phục những hạ tầng và những cái cam kết lên lại đầu quận. Cư dân khẩn thiết mong các cơ quan ban ngành nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, thanh tra lại toàn bộ dự án để mang lại sự công bằng và để người dân sớm ổn định cuộc sống.